những đợt sóng biển cuồn cuộn đánh mạnh vào bờ. Nước biển liên tục tràn vào khu vực sinh sống của người dân. Sáng 27 tháng 10 năm 2024, khi bão số 6, tức bão Trà Bi đổ bộ vào đất liền, tại tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận mưa kèm gió lớn, ban đầu đã gây ra nhiều thiệt hại. Ghi nhận tại bãi tắm Thuận An tại thành phố Huế, mưa lớn kèm gió khiến nước biển tràn vào các nhà hàng, có nơi nước cao hơn 1 mét. Một số khu vực dân cư ở gần đó cũng bị ngập lụt, hệ thống giao thông nhiều nơi tại đây bị tê liệt. Còn tại xã Phú Thuận thuộc huyện Phú Vang, nước biển dâng cao tràn vào khu vực dân cư, hàng quán. Tại khu vực đập Hòa Duân, nước biển dâng cao đã tràn qua bờ cát của bãi tắm, tạo thành dòng chảy xiết vào khu dân cư. Sóng lớn còn làm nước biển dâng cao đã tràn qua vùng rừng dương phòng hộ, chảy tràn vào đầm phá Tam Giang, nguy cơ mở ra cửa biển mới. Khu vực này trước đó đã sạt lở nghiêm trọng, địa phương phải huy động hàng ngàn người cùng phương tiện, đất đá để gia cố bờ biển. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phú Thuận cho biết, đến trưa 27 tháng 10, nước biển vẫn dâng cao và lên nhanh. Địa phương đang cắt cử lực lượng tại chỗ theo dõi, nhanh chóng xử lý sự cố. Hiện lực lượng quân đội, công an cũng đã túc trực tại các điểm xung yếu này để hỗ trợ người dân phòng tránh bão. Tại thành phố Huế cũng đã ghi nhận nhiều cây xanh bị ngã đổ, hàng trăm xe ô tô cũng được người dân đưa lên đậu tại các vị trí cao của thành phố để tránh ngập lụt. Theo dự báo, đến 22 giờ ngày 27 tháng 10, bão số 6 sẽ di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3-5 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đến Đà Nẵng, áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 10. Đến 10 giờ sáng 28 tháng 10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được từ 3-5 km. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng ven biển Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Phía tây cầu Thuận Phước tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, do ảnh hưởng bão số 6, tức bão Trà Bi, mưa lớn, gió mạnh và sóng cao từ 2-3 mét đã đánh hư hỏng vỉa hè ven sông Hàn. Những viên gạch lát bung ra khỏi vị trí, có đời tạo hố sâu như thế này. Tại đường Như Nguyệt cũng ở quận Hải Châu, nhiều đoạn gạch lát vỉa hè bong tróc bị sóng cuốn lên mặt đường. Đây là những hình ảnh phóng viên báo Thanh Niên ghi nhận bên bờ sông Hàn tại thành phố Đà Nẵng trưa 27 tháng 10 năm 2024, thời điểm cơn bão số 6 sắp đổ bộ. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào khoảng lúc 11 giờ trưa 27 tháng 10, bão số 6 đã đi vào đất liền khu vực miền Trung. Địa điểm bão đổ bộ đầu tiên là khu vực từ Đà Nẵng đến Thừa Thiên Huế. Trong những giờ tiếp theo, bão số 6 di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20 km và tiếp tục đi vào đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên tại khu vực hư hỏng đường Như Nguyệt, quận Hải Châu, ông Nguyễn Trung Nghĩa là Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng cho biết, trước diễn biến phức tạp của bão số 6, Sở Giao thông Vận tải đã phát đi thông báo cấm phương tiện di chuyển qua các tuyến đường có nguy cơ sạt lở, ngập nước. Tôi đã rào chắn barrier để mà cảnh báo để đảm bảo giao thông, và khuyến cáo người dân không được ra đường trong cái thời điểm mưa bão. Đơn vị mà quản lý cầu sẽ theo dõi tình hình bão cũng như là cái số liệu của cái quan trắc theo dõi trên cầu để mà có cái cảnh báo và dừng các phương tiện tham gia trên các cái cầu theo đúng kịch bản. Tại các nơi khác ở thành phố Đà Nẵng, trong sáng 27 tháng 10, mưa lớn, gió mạnh đã làm gãy đổ nhiều cây xanh trên đường, đè lên các ô tô đang đậu. Nhiều xã của huyện Hòa Vang và một số phường của quận Cẩm Lệ đã bị mất điện. Dự báo đến 22 giờ ngày 27 tháng 10, bão số 6 sẽ di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3-5 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đến Đà Nẵng. Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 10. Đến 10 giờ sáng 28 tháng 10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được từ 3-5 km. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng ven biển Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo tác động của bão Trà Bi, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5 mét, biển động rất mạnh. Ven biển các tỉnh từ Quảng Bình tới Quảng Nam có khả năng xuất hiện nước dâng do bão cao từ 0,4 đến 0,6 mét. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực biển ven bờ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Nguy cơ cao sạt lở đê kè biển tại ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Nam do tác động của sóng lớn và nước dâng do bão. Trên đất liền Quảng Bình đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11.
Từ ngày 27 tháng 10 đến hết đêm 28 tháng 10, ở khu vực Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400mm, cục bộ có nơi mưa trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn hơn 100mm trong 3 giờ. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 250mm. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình cơn bão số 6 trong các bản tin sau. Bão số 6, tức bão Trà My chưa đổ bộ, nhưng mực nước tại một số địa phương ở tỉnh Quảng Trị đã dâng cao, khiến đường xá bị chia cắt. Ngày 27 tháng 10 năm 2024, thông tin từ đồn biên phòng Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa và gió lớn xảy ra do ảnh hưởng của bão số 6 đã khiến một số địa phương bị mất điện. Theo đó, gió lớn đã khiến trụ điện tại thôn Ba Tư, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong bị đổ gãy, gây mất điện tại ba xã Triệu Lăng, Triệu An và Triệu Vân. Mực nước tại các ngầm, sông trên địa bàn cũng đang dâng cao, sóng biển cao do mưa lớn. Trước đó, trong chiều 26 tháng 10, các chiến sĩ đồn biên phòng Triệu Vân đã hỗ trợ ngư dân đưa các thuyền nan, thuyền nhỏ vào nơi tránh trú an toàn. Công tác sơ tán người dân tại đảo ra khỏi khu vực nguy hiểm cũng đã được triển khai. Tại huyện đảo Cồn Cỏ, bão Trà My cũng gây ra các đợt sóng cao trên 3 mét, mức gió tại đảo mạnh cấp 8, giật cấp 9. Chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân không ra khỏi nhà và nơi tránh trú. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Trị có nhiều nơi xảy ra mưa to đến rất to, mực nước trên các sông suối ở các huyện miền núi đang lên, một số ngầm tràn nước dâng cao, gây chia cắt cục bộ. Do ảnh hưởng của bão số 6, một số nơi ở tỉnh Quảng Trị hiện đang mưa lớn. Mực nước tại các ngầm tràn sông suối ở các huyện miền núi dâng cao, gây chia cắt giao thông. Sáng 27 tháng 10, thông tin từ đồn biên phòng Thanh tại huyện Hướng Hóa cho biết, mưa lớn kéo dài nhiều giờ qua đã khiến mực nước tại các ngầm tràn ở xã Húc, xã Lìa dâng cao và chia cắt giao thông. Đơn vị này đã hỗ trợ người dân chống ảnh hưởng của bão hiệu quả và an toàn. Tại xã Hướng Lập, chính quyền địa phương cũng đã vận động người dân sống trong khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, tạm thời di chuyển đến khu vực an toàn. Tại huyện Đắk Rông, mực nước tại cầu tràn Đắk Rông đã dâng cao khoảng 1,2 mét, gây chia cắt giao thông. Lực lượng chức năng đã gắn biển cảnh báo người dân không qua lại khu vực này để tránh xảy ra nguy hiểm. Rất nhiều luôn cá heo vào. Ê mọi người ơi. Thấy không? Thấy, dưới ghe kìa, dưới lường ghe kìa. Đó. Người quay đoạn video này không khỏi phấn khích khi tận mắt chứng kiến một đàn cá heo bơi lội tại vùng biển ở phía tây bắc của đảo Phú Quốc. Ngày 26 tháng 10 năm 2024, đoạn video này sau đó đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Cực phẩm! Bên dưới làn nước xanh biếc, đàn cá heo rủ nhau bơi lượn, nhào lộn lên khỏi mặt nước khiến người xem thích thú. Chia sẻ với báo Thanh Niên, anh Đỗ Trường Phú là người quay đoạn video này cho biết, anh là thợ lặn, thường đi lặn ở vùng biển Phú Quốc. Đoạn video này do chính anh quay được trong một lần đi lặn gần đây tại khu vực biển gần Hòn Bàn thuộc xã Gành Dầu. Khi anh Phú chạy tàu từ Gành Dầu ra biển qua Hòn Bàn chừng 1 km thì bắt gặp đàn cá heo, số lượng cá khoảng chừng 30 đến 40 con. Trời ơi, cái này mà lặn dưới mà quay được, trời ơi. Trường Phú cảm thấy rất may mắn khi chứng kiến cảnh tượng này giữa biển cả. Khi anh gửi đoạn video dài hơn 1 phút này cho bạn bè xem, bạn bè anh đã cắt lại những đoạn cá heo nhảy lên mặt nước để đăng lên mạng xã hội.